Xin chào quý vị khán giả, xin chào các bạn. Đây là một video ghi lại cái cảnh mà một cái chàng trai vô tình bất cẩn đã làm nước tạt vào cái váy trên cái bộ phận của người phụ nữ, đã làm ướt cái áo của cô gái. Cho nên là bây giờ là cô này muốn đền thì cái chàng trai này cũng cố gắng đã đền tiền cho cô. Nhưng mà chàng trai nói cô gái sao lại bỏ đi. Sau khi cô gái nhận tiền được rồi là cô gái bỏ đi. Nhưng chàng trai này đâu có chịu, bởi vì đã đền tiền rồi mà. Đền tiền rồi thì phải cởi cái áo này ra cởi cái áo này ra đưa cho tôi, bởi vì tiền tôi đã đền rồi, cho nên là cái áo này nó thuộc về tôi. Thì không biết là vì nhân duyên như thế nào mà cô gái này có cái sự chuẩn bị hay sao, thì cô cũng đồng ý và cởi cái áo, cái đầm này ra trao lại cho chàng trai. Nhưng mà chàng trai cũng sao cô này có cái sự chuẩn bị hay sao lại còn cái đầm màu hồng nữa trời. Rồi thế thì thôi, thì bây giờ chàng trai đã bỏ tiền, cô gái cũng đã cởi cái áo và coi như trả cho chàng trai, và cái số tiền mà cô gái nhận được thì chắc chắn là đủ dư mua một